Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Dân Dã. Bánh tráng trộn là một trong những món ăn và khiến ai vừa nghe đến tên cũng đều xích xoa, nhất là các bạn giới trẻ. Bánh tráng có thể chế biến thành nhiều loại khác nhau như là bánh tráng lụi, bánh tráng cuộn. Mỗi loại nó đều có một cái hương vị đặc trưng riêng khiến thực khách cứ lưu luyến mãi. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một công thức pha nước sốt trộn bánh tráng có thể nói là chuẩn, thậm chí các bạn có thể áp dụng làm để bán được ha. Mời các bạn tham khảo sơ qua phần topping mình dùng để trộn ha. Đây là khô bò và mình đã xé sợi nhỏ ra rồi. Khô gà, một muỗng canh hành phi. Hành phi này mình cũng từ tay phi ha. 1 đến 2 muỗng canh tép sấy. Tép sấy đỏ nha, mình mua ở ngoài hàng á. 1 muỗng canh đậu phộng rang. Trứng cút. Một quả xoài xanh và một ít rau răm tắc. Mình dùng loại bánh tráng Tây Ninh thì nó sẽ được dẻo và ngon ha, khi trộn thì sẽ không bị bở và rất là dai. Rồi qua bên này là phần nước sốt. Thì mình có 100ml nước tương, tương đương với 10 muỗng canh. Một chén đường, đường tương đương với 150g đường. 200ml nước lọc. Một muỗng canh hành băm, một muỗng canh tỏi băm. 3 muỗng canh tương ớt. Mình dùng ớt bột hay ớt khô tùy vào độ cay của mình thích ha. Một muỗng canh dầu điều. Một muỗng canh hắc xì dầu, bạn nào không có hắc xì dầu mình bỏ qua nha. Rồi mình đi pha nấu cái phần nước sốt này trước nha. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho phần hành tỏi vào. Và mình phi sao cho phần tỏi nó vàng hẳn lên. Thêm nha, chứ ít nhiêu đây tao không có cay mấy đâu. Tại mình làm cho mấy đứa nhỏ ăn á, mình vẫn ăn được nha. Tiếp đó là cho phần dầu màu điều vào. Nước lọc. Rồi nước tương. Hắc xì dầu. Tương ớt. Đường thì mình dùng đường thốt nốt, nước sốt nó sẽ ngon hơn nha. Vì nhà mình hết đường kia rồi nên mình xài đường này vậy. Rồi mình bật lửa lớn, nấu thêm 5 đến 7 phút tính từ khi nước sôi trở lại nha. Rồi mình có thể nêm lại theo cái sở thích mặn ngọt của mình nha. Đó. Thì mình thấy là rất kia là vừa rồi. Sau đó là mình tắt bếp và để nguội hẳn. Về phần bánh tráng thì mình sẽ cắt sợi dọc như vậy, khi trộn cũng dễ dàng hơn.
bạn có thể mua bánh tráng ở ngoài chợ mà họ đã cắt sẵn rồi đó. Xoài thì cũng bao sợi, mà mình chọn xoài xanh nha. Phần nước sốt đã nguội hẳn rồi, giờ mình mang đi trộn thôi. Chuẩn bị một cái thau sạch và khô. Sau đó mình cho bánh tráng vào. Cho hết phần xoài vào. Xoài mình cũng cho vừa phải thôi. Nếu mà nhiều quá thì khi mình ăn bánh tráng nó sẽ mất vị ha. Rau răm thì mình dùng kéo mình cắt khúc khúc chừng 2 đến 3 phân là được. Rồi cho hành phi vào. Khô gà. Tép sấy. Khô bò, nhà mình có khô bò, khô mực, khô heo hay là khô bò đen gì đó, mình cứ cho hết vào ăn cho nó ngon. Đó. Đậu phộng rang. Nhìn hấp dẫn rồi ha. Mình cho xíu dầu màu điều vào và mình trộn cho những cái topping này nó đều lên. Rồi mình vắt khoảng 2 đến 3 trái tắc, mình đã bỏ hột đây rồi nè. Rồi mình rưới vào. Cuối cùng là mình chan nước sốt vào ha. Các bạn cho khoảng 1 vá canh, tương đương với 3 muỗng canh ha. Sau đó mình trộn đều lên. Bây giờ là thơm lắm rồi đây. Rồi, vậy là món ăn của mình đã xong rồi. Các bạn làm theo công thức của mình ha. Đảm bảo là an toàn vệ sinh, lại chuẩn vị nữa. Mình trang trí thêm mấy cái trứng cút ở phía ngoài cho được đẹp. Rồi, mời các bạn nha. Bánh tráng rất là dẻo, khô ráo. Vị thì trên cả tuyệt vời ha. Rất là vừa ăn luôn. Nếu mà bạn nào ăn đậm hơn thì mình nên rắc thêm một chút muối Tây Ninh nhuyễn đó. Chúc các bạn ngon miệng. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video từ kênh Món Ăn của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.